15 Bài 15 tương với phần 4 bài 2 quyển 3 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ lạnh. Lẩng. Lẩng. Âm Hán Việt là lãnh. Cực kỳ lạnh, nguyên văn là phi thường lạnh. Phây tráng lẩng. Phây tráng lẩng. Mình lạnh quá. Wǒ hǎo lěng. Wǒ hǎo lěng. Không lạnh chút nào, nguyên văn là một chút cũng không lạnh hoặc một chút đều không lạnh. Yǐ diǎn yě bù lěng. Yǐ diǎn dōu bù lěng. Mùa đông của Hà Nội rất lạnh. Mùa đông ở Hà Nội rất lạnh. Hà Nội đợt đông thiên hẳn lẳng. Hà Nội đợt đông thiên hẳn lẳng. Mùa đông ở Bắc Kinh càng lạnh hơn. Bắc Kinh đợt đông thiên càng lẳng. Bắc Kinh đợt đông thiên càng lẳng. Lạnh hay không? Lạnh bù lạnh. Lạnh bù lạnh. Mùa đông lạnh hay không? Đông thiên lạnh bù lạnh. Đông thiên lạnh bù lạnh. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói lạnh giống như Bắc Kinh. Nguyên văn là cùng Bắc Kinh giống nhau lạnh. Cân Bể Trinh ý ảng lẳng. Cân Bể Trinh ý ảng lẳng. Tương tự hay nói, nóng giống như mùa hè. Nguyên văn là, cùng mùa hè giống nhau nóng. Cân Xả Thiên ý ảng rửa. Cân Xả Thiên ý ảng rửa. Lạnh giống như mùa đông. Lạnh như mùa đông. Cân đông thiên ý ảng lẳng. Cân đông thiên ý ảng lẳng. Xinh đẹp giống như mẹ. Nguyên văn là cùng mẹ giống nhau xinh đẹp. Cân ma mà ý ảng phèo lẳng. Cân ma mà ý ảng phèo lẳng. Đắt giống như di động của mình. Cân của đợt sầu chi yàng quẩy. Cân của đợt sầu chi yàng quẩy. Lạnh giống như Bắc Kinh. Cân Bể Trinh yàng lẳng. Mùa đông lạnh giống như Bắc Kinh. Đông thiên cân Bể Trinh ý ảng lẳng. Đông thiên cân Bể Trinh ý ảng lẳng. Bây giờ là từ nổi gió. Qua phong. Qua. Qua. Phong. Phong. Qua phong. Qua phong. Thường hay nổi gió. Tráng qua phong. Tráng qua phong. Mùa đông thường hay nổi gió. Đông thiên tráng qua phong. Đông thiên tráng qua phong. Bắc Kinh mùa đông thường nổi gió. Bể Trinh đông thiên tráng qua phong. Bể Trinh đông thiên tráng qua phong. Nổi gió sẽ càng lạnh hơn. Qua phong huế cường lẳng.
Qua phân khuấy cẩn lẩn. Không thường nổi gió, không hay nổi gió. Bù tráng qua phân. Bù tráng qua phân. Nhưng mà không hay nổi gió. Tàn sự bù tráng qua phân. Tàn sự bù tráng qua phân. Hãy nhắc lại, mùa đông lạnh hay không? Đông thiên lẩng bù lẩng. Mùa đông lạnh giống như Bắc Kinh. Đông thiên gần Bắc Kinh ý dạng lẩng. Đông thiên gần Bắc Kinh ý dạng lẩng. Nhưng mà không thường nổi gió. Tàn sự bù chán qua phân. Tàn sự bù chán qua phân. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Béo gầy hay rộng chật. Phấy sầu. Qua đường. Của má lủ. Phát âm không chuẩn. Phát âm bù biêu chuẩn. Chúc mừng. Chủ hở. Xét nghiệm phân. Hóa yên tả biển. Kê một ít thuốc cho anh. Kế nhí khai y xế yào. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì khải. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quỷ lờ tiả. Mới đọc đến trang 30. Sài khản đảo sang sứ dễ. Thức ăn quá ngấy. Sài thải yếu nỉ. Học hay tiếc. Sẵn lẻng chế cửa. Phải nhớ kỹ. Yào chỉ chủ. Lại kéo dài thêm một năm. Giải yến tráng ỉ nén. Có chỗ tốt. Yếu khảo chủ. Không lớn như công viên của Bắc Kinh. Mấy yếu Bắc Kinh ở công viên chờ mà tả. Mùa đông. Tung thiên. Người mê âm nhạc. Y nhuệ mí. Có lẽ so với thầy càng thích hơn. Yếu chỉ bí ní càng xì hoan. Các khúc nổi tiếng thế giới. Sự kiện minh chủ. Viết tốt biết bao. Xìa tờ tốt hảo. Quốc gia, đất nước. Quốc gia. Có sự chênh lệch thời gian 7 tiếng so với Bắc Kinh. Gần Bắc Kinh có 7 giờ đồng hồ khác. Mới hơn 1 giờ đêm. Sáng giờ lý gì tiền tua. Bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông sự cái gì chứ? Khí hậu có giống nhau hay không? Chỉ hậu ý dạng bù ý dạng. Mùa hè rất nóng.
Xả thiên hẳn rửa. Lạnh giống như Bắc Kinh. Cân bể chinh ý giảng lẳng. Không thường hay nổi gió. Bù tráng qua phông.